Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 500 triệu token Barbie Dots A token các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn ở list phần link mô tả dưới video mình mở tới đám start. Sau khi bấm start xong thì các bạn kêu nhập văn bản bạn thích thì các bạn bấm vào một verify hoặc là cái gì cũng được chứ các bạn, để xác minh mình là không phải là robot. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter và retweet tăng 3 người bạn, 5 người bạn. Follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nghe không? Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn like và retweet tăng 5 người bạn vào. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet nè. Các bạn tăng 5 người bạn vào các bạn. Rồi sau đó thì các bạn tắt Twitter, bấm phao các bạn. Sau đó thì các bạn bấm next các bạn. Rồi các bạn điền là username Twitter các bạn đã follow dán nè. Thì các bạn mở Twitter các bạn ra thì thấy được username Twitter tất cả các bạn. Còn WinVNN9 này các bạn. Phải không, chính xác không các bạn? Sau đó thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Join vào kênh group nè. Sau đó chọn tiếp kênh seller nè. Rồi bấm next các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sang machine bet20 trên giấy chocolate của tất cả các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ giấy nè. Các bạn gửi lên cho bot nè. Sau đó các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào balance sheet để check số cộng kiếm được nè các bạn. Mình đã nhận được 500 triệu token Barbie Dots ART nữa các bạn. Rồi bạn bấm vào Reform để em chia sẻ cho bè và người thân để kiếm được token các bạn. And money net thôi. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 500 triệu token Barbie Dots A đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.